Xin kính chào quý vị và các bạn. Tuệ Tâm Giác Ngộ xin kính chúc các khán thính giả thân thiết một ngày vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, một trong những câu chuyện đang thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng chính là thông tin về sản phẩm làm từ giun đất có khả năng chữa khỏi COVID-19. Từ ngày 13 tháng 8 đến nay, fanpage của diễn viên Angela Phương Trinh liên tục đăng tải các bài viết có nội dung giới thiệu về các sản phẩm có khả năng chữa bệnh thần kỳ này. Tất nhiên là nội dung trên đã nhận về rất là nhiều luồng dư luận trái chiều. Thực hư tác dụng của loại sản phẩm này ra sao? Cùng lắng nghe phân tích từ phía chuyên gia trong video sau đây. Tìm ra liệu pháp đặc biệt trị COVID-19 chỉ bằng con giun đất, thực hư ra sao? Từ ngày 13 tháng 8 đến nay, fanpage Angela Phương Trinh liên tục đăng tải các bài viết có nội dung giới thiệu về các sản phẩm làm từ địa long, giun đất có khả năng chữa bệnh thần kỳ, giúp giữ mạng sống cho mình và cho gia đình trước COVID-19. Tên của các loại sản phẩm được trang này giới thiệu gồm có hộp viên uống D, cốm D. Hầu hết các bài đăng đều ghi rõ địa chỉ có thể mua địa long tươi, khô, viên tại fanpage. Địa long chính là sự hiệu quả cần thiết đó. Còn ai bắt bẻ sao lại sử dụng một thứ chưa được cấp phép chính thức bởi Bộ Y tế thì họ hãy tiếp tục chờ đợi, và trong khi chờ đợi cứ tiếp tục đếm xác nữa. Ai nói hồi xưa trong rừng khác, bây giờ văn minh khác, phải có sự nghiên cứu, bào chế, thử nghiệm, công bố giấy phép thì cứ đợi cho đến khi có đủ những điều đó. Còn ai cần phải gấp rút giữ mạng sống cho mình và cho gia đình mình thì không có thời gian để chờ đợi, phải chấp nhận thiên nhiên hoàn toàn. Fanpage của Angela Phương Trinh viết, sau khi những thông tin trên gặp phải sự phản ứng của cộng đồng mạng, ngày 15 tháng 8, fanpage Angela Phương Trinh tiếp tục đăng tải nội dung cơ sở khoa học để khẳng định địa long chữa được COVID-19. Kèm theo đó là kết luận, trong đại dịch COVID này, địa long không những hữu ích để phòng và điều trị các bệnh lý do COVID gây ra, mà còn đồng thời giúp chữa luôn cả các bệnh nền đã có từ lâu của người nhiễm. Khi liên hệ với phía Angela Phương Trinh và xin thông tin với lý do muốn mua sản phẩm dùng thử, chúng tôi nhận được thêm những dòng tin nhắn như chắc chắn sẽ khỏe em ạ. Rất nhiều người dương tính đã thành âm tính nhờ địa long. Trao đổi với một nhân viên bán hàng tên Nga, người này cho biết hiện tại một hộp D có thành phần bào chế từ địa long gồm 100 viên, có giá 200.000 đồng. Tuy nhiên dù có nhu cầu mua số lượng lớn thì hiện tại nhiều người dùng và giới thiệu cho người thân nên không đủ hàng và cũng đang hết hàng. Nhập về bao nhiêu là cháy hàng bấy nhiêu liền. Mọi người mua rất nhiều nhưng thực ra bên mình chỉ có thể chia sẻ mỗi người 2 gói hoặc 2 hộp thôi chứ không có nhiều. Khi được đề cập tới những bài đăng thông tin về các sản phẩm trên fanpage Angela Phương Trinh, người này nói thêm, nhiều người được người thân giới thiệu, dùng có hiệu quả rồi cứ lan truyền như vậy. Chị Trinh là người nổi tiếng mà, tụi em làm gì có quan hệ với chị Trinh. Tụi em không nhờ vả ai đăng hết. Chỉ là mọi người dùng thấy hiệu quả nên chia sẻ, với lại nó đều có cơ sở. Tìm hiểu thông tin được biết các loại thuốc trên làm từ dược liệu, chủ yếu điều trị hạ men gan, hoạt huyết hoặc giảm đau xương khớp. Các loại thuốc này không có liên quan đến việc điều trị COVID-19. Trao đổi với Đại tá Lương Y Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Y Ba Đình, Hà Nội, về câu hỏi địa long có chữa khỏi COVID-19 hay không. Lương Y cho biết địa long là tên gọi khác của giun đất, một loại động vật thân mềm sống dưới đất ẩm và dễ dàng tìm kiếm ở bất cứ đâu tại Việt Nam. Trong y học cổ truyền, giun đất còn có tên gọi là khâu dẫn, khúc đàn, cầu vẫn, ca phụ dẫn, địa long và được dùng làm thuốc tại nhiều nước trên thế giới. Địa long có tác dụng hạ sốt, giãn phế quản, tác dụng phá huyết, hạ huyết áp, v.v. Đối với bệnh COVID-19 là bệnh do virus và tự diễn biến, hiện nay vẫn chưa có loại thuốc đông y, thuốc nam nào chứng minh có tác dụng điều trị khỏi COVID-19. Thời gian qua, Bộ Y tế có đưa xuyên tâm liên vào thử nghiệm hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Do vậy, nói địa long có thể chữa khỏi COVID-19 là chưa có cơ sở khoa học, Lương Y Bùi Hồng Minh nói. Theo Lương Y Bùi Hồng Minh, địa long sống ở mọi nơi. Loại dùng làm thuốc có thân hình trụ tròn, dài khoảng 10-30cm, đường kính 5-10mm, có khoang cổ và nhiều vòng đốt rất xít nhau. Phần đầu to hơn phần đuôi, toàn thân màu nâu vàng hay nâu đỏ,
hoặc đen sẫm ở phía lưng. Những loài giun có đường kính nhỏ hơn 5mm và lớn hơn 10mm ít được dùng làm thuốc. Lương y Bùi Hồng Minh cung cấp thêm thông tin. Trong địa long có nhiều chất béo, muối vô cơ hypoxanthin và các axit amin cần thiết cho cơ thể và vitamin A, D, E. Địa long dùng tốt cho người bị sốt cao, kinh giật, động kinh, bồn chồn kích động, ho suyễn khó thở, bại liệt phong thấp, viêm đường tiết niệu và sốt rét cơn. Liều dùng và cách dùng 6 đến 12 g bằng cách nấu hầm, xào rang, sắc và hãm. Lương y Bùi Hồng Minh lưu ý khuyến cáo người dân không nên tùy tiện dùng địa long để uống chữa bệnh. Việc dùng địa long phải được uống theo thang thuốc mới phát huy tác dụng. Đại long người có tỳ vị hư nhược, không có thực nhiệt không dùng. Vị lương y cũng lưu ý người dân không nên nghe theo những lời quảng cáo thổi phồng tác dụng của địa long, tìm mua những sản phẩm không đạt chất lượng dẫn tới tiền mất tật mang. Đối với những bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại nhà, cần phải lưu tâm tới các triệu chứng trở nặng theo hướng dẫn của nhân viên y tế để có thể tới bệnh viện cấp cứu sớm. Thưa các bạn, việc dịch bệnh kéo dài gây nên nhiều xáo trộn trong cuộc sống, sinh hoạt nói chung của người dân, cũng như là những vấn đề vĩ mô khác như là kinh tế và an sinh xã hội trên thế giới. Tuy nhiên thì việc xác định sống chung với dịch cũng như là sống chung với lũ là điều mà chúng ta nên làm, bởi cuộc chiến này vẫn còn dài. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra nhiều khuyến cáo và cảnh báo nhằm nỗ lực tuyên truyền nhận thức cho người dân trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Trong một thông báo mới đây, thì WHO đã đưa ra 5 bí quyết giúp bạn có thể sống khỏe trong mùa dịch này. Điều này vô cùng thiết thực cho bất cứ ai vào lúc này. Cùng lắng nghe nhé! 5 bí quyết Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo giúp bạn sống khỏe mạnh trong mùa dịch. Dịch COVID-19 khiến chúng ta phải ở nhà nhiều hơn, giảm giao tiếp xã hội và ít hoạt động ngoài trời. Sau đây là 5 bí quyết do Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra nhằm giúp chúng ta duy trì lối sống khỏe mạnh trong mùa dịch. Nếu bạn thực hành theo những lời khuyên về sức khỏe do các chuyên gia WHO đưa ra, bạn vẫn có thể tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình trong thời gian ở nhà. Đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình. Sau đây là 5 bí quyết để duy trì lối sống khỏe mạnh trong những ngày giãn cách. 1. Chăm chỉ rèn luyện thể chất. Gần đây, Việt Nam mới trải qua đợt bùng phát và tiến hành phong tỏa ở một số tỉnh thành. Thế nhưng một năm trước, nhiều nước châu Âu đã đi qua giai đoạn này rồi. Dịch COVID-19 khiến chúng ta phải hạn chế ra đường. Nhiều nước ở châu Âu cũng có những giai đoạn khuyến cáo người dân không ra ngoài tập thể dục. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cách giúp chúng ta rèn luyện thể chất và thư giãn tại nhà. Điều quan trọng là mọi lứa tuổi cần vận động trong khả năng. Chiến dịch Be Active, hãy vận động của WHO được đưa ra nhằm khuyến khích người dân tận hưởng cuộc sống năng động tại nhà. Nên nhớ, mỗi khi ngồi lâu, bạn có thể nghỉ giải lao, dành 3 đến 4 phút tập một vài động tác thể dục nhẹ nhàng, đi bộ quanh nhà, quanh vườn nhà hoặc tập các bài tập giãn cơ. Việc vận động nhẹ nhàng như vậy sẽ góp phần cải thiện lưu thông máu và tốt cho cơ xương khớp của bạn. Bạn hoàn toàn có thể áp dụng các bài tập thể dục trong nhà như thể dục thẩm mỹ, yoga, thái cực quyền, v.v. phù hợp với lứa tuổi và thể trạng. Hoạt động thể chất có lợi cho cơ thể lẫn tâm trí của bạn. Nó góp phần ngăn ngừa các bệnh do lối sống như tăng huyết áp, giảm nguy cơ bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường type 2 và ung thư. Tập thể dục giúp cân bằng trạng thái và cảm xúc của bạn. Ở người cao tuổi, tập thể dục nhẹ nhàng đúng cách còn nâng cao sức bền cơ thể, góp phần cải thiện sự thăng bằng của cơ thể, tránh nguy cơ ngã hay chấn thương. 2. Chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày giãn cách. Dù là trong thời kỳ giãn cách, hạn chế ra đường, bạn vẫn nên duy trì một lối sống khoa học, lành mạnh và lịch sinh hoạt hợp lý, để giúp cho cơ thể luôn ở trong trạng thái tốt và vui vẻ, thư giãn. Hãy dậy sớm, không nên ngủ nướng để cơ thể khỏe mạnh và tỉnh táo. Hãy giữ gìn vệ sinh cá nhân tốt, ăn uống đúng giờ, phân bổ thời gian hợp lý giữa làm việc và nghỉ ngơi. Tập các bài tập thể chất thường xuyên để cơ thể giải phóng độc tố, giúp tâm trạng thư thái và hạnh phúc. Thời gian giãn cách cũng là lúc bạn có thêm nhiều giây phút để tận hưởng cùng gia đình, người thân. Bạn có thể cùng con làm bài tập, chơi trò chơi.
cả gia đình cùng nhau nấu ăn để xua tan mọi âu lo, thêm lạc quan trong cuộc sống. Để tâm trí sảng khoái, trong thời gian này, bạn không nên lạm dụng các thiết bị điện tử, tránh ngồi trước màn hình điện tử quá lâu, nên khuyến khích trẻ em vận động, làm việc nhà, đọc truyện thay vì mải mê chơi điện tử hay sử dụng mạng xã hội. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để lan tỏa lòng nhân ái, bày tỏ niềm biết ơn tới đội ngũ tuyến đầu chống dịch COVID-19. Đây cũng là cách để trái tim bạn luôn yêu thương, sẻ chia, nuôi dưỡng sức khỏe tâm hồn. 3. Bỏ thuốc lá. Người hút thuốc sẽ đứng trước nguy cơ dễ nhiễm virus SARS-CoV-2 hơn bởi họ thường xuyên đưa điếu thuốc lên miệng, tay chạm vào miệng làm dễ nhiễm khuẩn hơn, đặc biệt là vi khuẩn đường hô hấp. Đối với người hút thuốc, một khi đã nhiễm virus rồi, họ cũng đứng trước nguy cơ biến chứng COVID-19 nặng hơn bởi chức năng phổi đã tổn thương sẵn do thuốc lá rồi. Vậy đại dịch toàn cầu chính là lúc để bạn bỏ thuốc và bắt đầu một cuộc sống lành mạnh hơn. Một vài mẹo giúp quý ông bỏ thuốc lá đợt giãn cách. Ý chí. Trước tiên là cần chút ý chí. Trì hoãn cơn thèm thuốc lâu nhất có thể. Hít thở sâu. Có thể cắt cơn thèm thuốc bằng cách hít thở sâu. Hãy thở sâu 10 lần cho tới khi cơn thèm thuốc lá qua đi. Uống nước. Nếu thèm thuốc, hãy uống nước. Nó sẽ làm giảm cảm giác thèm thuốc của bạn. Hơn nữa, đây cũng là một cách hay giúp bạn uống đủ nước trong ngày. Làm một điều gì đó khác để sao nhãng cơn thèm thuốc. Khi thèm thuốc lá, bạn có thể làm một cái gì đó để quên đi cơn thèm thuốc như đi tắm, đọc sách, đi bộ quanh nhà hoặc nghe nhạc. 4. Dành nhiều thời gian bên con, dạy con cách vượt qua đại dịch. Trong thời gian giãn cách, phong tỏa, trẻ em là một trong những đối tượng ảnh hưởng nhiều nhất do đóng cửa trường học, khu vui chơi giải trí, không được giao tiếp với bạn bè cùng trang lứa. Lúc này, bạn có thể phát huy vai trò bậc phụ huynh tốt, thay thế vai trò của thầy cô, đồng thời trấn an các con. WHO khuyên các bậc phụ huynh có thể tận dụng khoảng thời gian này để tăng cường sợi dây liên kết tình cảm giữa cha mẹ với con cái thông qua hoạt động vui chơi lành mạnh tại nhà. Cả nhà có thể cùng con xem những bộ phim hoạt hình, cùng hát những bài hát thiếu nhi vui nhộn để nâng cao ý thức phòng dịch như bài hát dạy cách rửa tay, v.v. Những hoạt động nâng cao trí tưởng tượng sẽ giúp cho tâm trí trẻ em không còn bị bó hẹp trong không gian chật hẹp, giúp cho các em trở nên mạnh mẽ hơn và có kỹ năng sống tốt hơn trong mọi hoàn cảnh. Một cuốn truyện tranh được WHO khuyến khích cho các bậc cha mẹ đó là Người hùng chính là bạn, cách giúp trẻ em vượt qua COVID-19. Cuốn truyện tranh My Hero Is You, Người hùng của tôi chính là bạn, là cách giúp tâm hồn non nớt hiểu về virus bằng tâm hồn trẻ thơ và hiểu về công việc của các y tá, bác sĩ đang ngày đêm miệt mài chống dịch, chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Qua đó các em có thể vượt qua quãng thời gian giãn cách ở nhà trong tâm trạng vui vẻ và tích cực. 5. Chế độ ăn uống lành mạnh. Duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong đại dịch COVID-19. Dinh dưỡng có thể nâng cao sức đề kháng của cơ thể trước bệnh tật và giúp cơ thể nhanh phục hồi hơn nếu nhiễm bệnh. Mặc dù không thực phẩm hay đồ ăn nào có thể ngăn ngừa hay chữa khỏi COVID-19, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch. Dinh dưỡng lành mạnh có thể làm giảm tình trạng các bệnh lý về sức khỏe khác. Đối với trẻ sơ sinh, chế độ ăn tối ưu là bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, bổ sung thêm chế độ ăn dặm gồm các thức ăn dưỡng chất khác ngoài bú sữa mẹ từ 6 tháng trở đi. Đối với trẻ nhỏ, chế độ ăn cân bằng đầy đủ dinh dưỡng để tăng trưởng và phát triển trí tuệ. Ở người già, chế độ dinh dưỡng lành mạnh góp phần sống khỏe mạnh hơn và năng động hơn.